Dạ con xin kính chào gia đình và toàn thể khán giả và anh chị em và đồng nghiệp ạ. Và để liên tục chương trình hôm nay, con xin được hát bài Tống Tủ Đơn Hùng Tính qua thể điệu Xuân Tình. Dạ dạ thưa đơn nhị ca của em đây là giáo giáo kim dành tân họ Trình. Thở nhỏ em bán muối lậu và ăn cướp bạc vua, nay lớn khôn em mới ra đầu đường. Em nhớ câu phố tử Hồ Bi thì loại này, trước mặt của nhị ca em rót ly rượu này, em kính phục anh là đấng anh tài, thà chịu chết chứ bất phục tùng đường dương. Ninh thọ tử bất ninh thọ dục, em khen anh dạ sắc gan đồng, anh xem cái chết nó nhẹ tựa lông hồng, nhưng mà anh thắt như vậy thật là tiết nghĩa dễ dàng kỳ giáo. Như ta đây là anh hùng vô quý tử, còn quý tử thì mà anh hùng, nên ta một binh một ngựa bắt cho được thằng Lý Thế Dân. Nhưng mạng lý vô thời mà thưởng cầu, nay thân ta như chim lòng cá chậu, dấu đầu rơi máu chảy ta quyết chẳng thèm đầu, vì khí quyết của ta thì đủ một bầu. Thác tận thì chung chứ ai lại chịu sống ô danh, nhưng mà hôm nay ta đã xa chân vào ổ nguyệt, thì mạng của anh cam đành dưới tuyệt. Anh hùng tử chí hùng bất tử, thiên nhiên bài con bất mài tù giáo ơi. Anh của mình đây nay đã mang cùng, nhưng ân tình này chết anh cũng mang theo, một thằng lỗ mãng mà nói có hậu như vậy. Vậy thì ly rượu này xin anh uống cạn ly, giả giả cứ đơn nhị ca, còn đây là ly rượu thứ nhì em tặng cho anh là đấng anh hùng. Bấy lâu nay anh quanh quanh liệt liệt, một mình anh nắm giữ thành lạc dương, vì chữ trung tiên anh xem thường tánh mạng, đâu xá chi đường tên mũi đàn. Chí anh hùng kiên cường đọt lý đảm đương, nhị ca công lao của anh là hạng mã đột pháo sông tên, lên đèo xuống ải lặn biển trèo non, đông sông tây đột nam tảo bắc trừ tư hải, giai huynh đệ ai ai cũng nghe danh, anh đúng là một đấng hùng anh. Này thác giữa pháp trường cho tròn trung, kỳ giáo như ta đây dẫu thác ta nào có giá chi, chứ anh hùng xin kiến tử quy. Vậy thì ly rượu này anh uống cạn ly, dạ thưa nhị ca, còn đây là ly rượu thứ ba, em cầu chúc cho anh cũ tùy chi hạ, đầu thai kiếp khác cho được tài ba. Mặt anh như rồng quay phong lẫm liệt như cọp, anh sẽ phá mã đầy thương, kéo róc hùng binh trở lại nhà đường, mà giết hết những người dũng ơn phản bạn. Kìa giáo vậy chứ còn tân huynh, giờ đây bất kiến nghĩa đệ huynh, giả thưa nhị ca tần thúc bảo dân lĩnh vua đường, đang chiêu an ta
tam kiệt tại Hồng Đào Sơn. Dạ dạ thưa đơn nhị ca, còn em đây là tiểu đệ La Thành. Rủ một chung em tốn biệt nghĩa kim bằng, uống hay không mặc tình anh định liệu. Chắc anh còn nhớ thời làm Phan Sơn Đông, ai ai cũng ghét y kỳ phận. Xin nhị ca đừng giận, vì không theo đạo chích thì cũng bọn của vua Miều La Thành. Mày còn nhớ không khi xưa kim đầu giặc, còn mày thì đang lâm nạn. Mày nằm tại Kim Hiền Quán, ai rước lương y về cho mày hết đau. Rồi mày dối gạt tao rằng mày về thăm quê xưa cảnh cũ để giếng mồ má ông cha mày. Mày tưởng tao ngu nên mày dối gạt, mày đem mẹ con mày về đầu hàng thằng Lý Thế Dân. La Thành, La Thành ơi, mày là đồ giống ơn bội nghĩa, nhờ ai mà được áo ấm cơm no, đầu đội máu vàng lưng đeo đai bạc. Mày muốn giết tao sao gọi là trả ơn? La Thành, La Thành ơi, hôm nay ta biết mày là thằng cấu vật tâm xà, nuôi ông tay áo nuôi khỉ dòm nhà. Cũng tại ta dưỡng hổ nên đành di qua, phóng ngư nhập thủy thả hổ uy sơn. Nay đơn hùng tính mấy nan còn tính mắt, ôi ghê gớm thay cho người phản bàn. Mày thật là nhân tài mà chẳng cứu nhân tài, còn nhớ không tiền đồng tịch kim bằng cộng lạc. Hậu lập quyền bất kiến nghĩa huynh đệ, nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ. Người quân tử không uống rượu của kẻ thủ tầm, đơn hùng tính giờ ngọ đã đúng kỳ. Bước gom khói gió chuyển lực thần quay, đưa hồn nhĩ ca về tận tuyệt đài. Lưỡi gom này sát mạng đơn giản. Yeah, yeah.